Xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tuyết Nhi đang có mặt ở một ngôi chùa mà quý vị biết là ở Bangkok, Thái Lan, Phật giáo là quốc giáo. Thành ra không Tuyết Nhi thấy là rất là dễ dàng để thấy những ngôi chùa trên mọi góc đường của thành phố Bangkok. Và bây giờ Tuyết Nhi đang có mặt ở ngôi chùa này có tên là Ramahamandap. Thưa quý vị, ngôi chùa này hầu như là khách du lịch khắp mọi nơi trên thế giới khi mà đặt chân đến Bangkok, Thái Lan đều phải viếng thăm và chiêm ngưỡng cho bằng được. Vâng, đó là ngôi chùa Ramahamandap. Ngôi chùa này có một ông tượng Phật cao đến cao và nặng đến 5.5 tấn. Thưa quý vị, và đặc biệt là tượng Phật này 70% là làm bằng vàng 18 carat, và đặc biệt hơn nữa là giá trị của tượng Phật này đến tới 28.5 triệu tiền bảng Anh quý vị. Sau đây Tuyết Nhi xin mời quý vị cùng Việt TV vào bên trong thánh đường để chiêm ngưỡng tượng Phật cũng như là chiêm ngưỡng ngôi đền Ramahamandap. Và thưa quý vị, ngôi đền Ramahamandap này, quý vị biết không, khi mà bước lên ngôi đền đó, thì những cái họ có hai bên là cũng là hai cái cầu đi xuống, cầu thang đi xuống, mà đặc biệt là đá mà để dùng xây ngôi đền Ramahamandap này là marble vận chuyển từ Ý về đây thưa quý vị. Và trên cao quý vị thấy có một cái tháp cao thiệt là cao. Tháp đó là một cái tháp mà được đặc biệt là được làm bằng vàng miếng, tất cả nhiều vàng miếng họ dán là thành cái tháp đó, và vàng miếng đó là toàn là vàng 18 carat thưa quý vị. Và khi mà vào bên trong tầng đầu tiên của Ramahamandap, chánh điện đầu tiên, đó là một cái museum của Chinatown. Sau đây Tuyết Nhi xin mời quý vị cùng vào bên trong. Và thưa quý vị, trước khi vào mà để gặp ông Phật bằng vàng thì chúng ta phải vào trước là tầng 1. Tầng 1 là một cái museum của Chinatown, và quý vị thấy Tuyết Nhi cầm cái bịch này, quý vị biết là cái gì không? Đó là đôi giày của Tuyết Nhi. Tại vì khi vào đây mình không có được mang giày hoặc là dép của mình vào, mình phải đi chân đất, và họ sẽ cho mình cái bao như thế này để mình bỏ những cái vật dụng của mình vô. Và hôm nay Tuyết Nhi rất là vui, tại vì quý vị biết không, khi mà vào cái museum của Chinatown này họ không cho mình chụp hình, chứ nói chi là quay phim. Nhưng mà thật sự là có thể là họ thấy Đài Việt TV đến từ một nước rất là xa, thành ra họ cũng thương Tuyết Nhi mà cho Tuyết Nhi quay phim. Đó là một cái mà tôi rất là vui trong ngày hôm nay để gửi đến cho tất cả quý khán giả của Việt TV những thước phim thật là giá trị. Thưa quý vị, và bây giờ Tuyết Nhi đang có mặt ở đây là một cái tầng thứ nhất. Tầng này nói về lịch sử của người Hoa trước khi mà họ đến Bangkok. Và theo Tuyết Nhi được biết thì người Hoa đã lánh nạn ở Bangkok đã có từ trên 800 năm rồi thưa quý vị. Và một lần nữa Tuyết Nhi cũng được biết là hầu như ngoại trừ vua với hoàng hậu của nước Thái là người chính gốc từ Thái thôi, chứ những người mà ở cấp dưới đó hầu như là ai cũng là người Thái mà có cha hoặc mẹ là người Hoa hết thưa quý vị. Và ở đây quý vị thấy không, đây là một cái cảnh mà họ làm lại cái cảnh mà khi mà người Hoa họ di dân qua bên Thái. Và ở đây có cả bản đồ của người Hoa và có cả một cái con tàu mà hồi xưa khi mà người Hoa di dân qua Thái. Như Tuyết Nhi đã nói là lịch sử của ở đây có ghi nhận là người gốc Hoa đã di dân qua bên Thái Lan này đã có từ 800 năm về trước rồi thưa quý vị. Và thưa quý vị, khi vào bên trong quý vị thấy đây là quý vị biết cũng là đồ của người Trung Quốc đem qua Thái Lan. Này họ tái diễn là cái lịch sử hồi xưa 800 năm trước. Đây quý vị thấy là có những cây dù rất là cũ của người Trung Hoa thời xưa đem qua Thái. Và trong những cái giỏ như thế này là những cái chén, những cái tô mà làm bằng sứ. Thì cái này tôi như được biết là whisky, là rượu whisky. Và bên trong nữa thì có rất là nhiều đồ mà khi mà người Hoa đến Thái Lan họ đi để họ buôn bán. Và họ đem trên tàu thì người ở, nhưng mà ở dưới tàu là những vật dụng mà họ có thể đem đến với Thái Lan họ bán rồi họ đổi thành tiền. Và tôi như xin mời quý vị cùng vào bên trong. Và thưa quý vị, bây giờ là Tuyết Nhi cũng như Việt TV đang đứng trên một con tàu mà diễn làm lại từ hồi cảnh 800 năm về trước. Dưới đây là một cái tầng hầm mà giống là để những vật hàng để người Trung Hoa đem đến Thái Lan để bán. Còn ở trên kia là người ta ngủ ở trên đó. Và ở dưới cái tầng hầm mà giống như container để họ đem đồ qua bán thì Tuyết Nhi thấy có mới đầu nhìn vào cái này Tuyết Nhi tưởng là pillow ngủ, nhưng mà thật sự không phải. Cái này là họ dùng để đựng những vật liệu nấu ăn, những cái powder ở trong đây. Và ở dưới là có giải, quý vị thấy giải hồi xưa rất là cứng. Nếu quý vị nào mà đã đến Thái Lan thì quý vị phải đến ngôi chùa này và đến đây để chiêm ngưỡng được những cái gì mà
cũ nhất của người Trung Hoa khi mà họ đã đem đến Thái Lan. Ngoài đó thì lúc nào họ cũng đem theo rượu, tại vì những vật hàng này họ bán rất là chạy ở Thái Lan 800 năm về trước. Thì tôi nhìn thấy có rất là nhiều những cái hũ rượu như thế này, rồi có cả những cái lồng như thế này. Thì trong đây tôi nhìn được biết là khi mà họ qua, họ để như vậy là họ để chén, dĩa cũng như là muỗng đến đây. Và đặc biệt nữa là có những cây dù, quý vị thấy là những cây dù này là những cây dù mà của người Trung Hoa hồi xưa đem qua Thái để bán. Và quý vị biết là người Trung Hoa khi mà qua Thái Lan 800 năm về trước thì họ đem rất là nhiều trà, vì trà là cái đặc trưng của người Trung Hoa. Và trà thì họ bỏ trong những cái gói như thế này. Tuy nhiên nó là gói mà không phải, cái này là những cái mà họ để hương liệu cũng như là vật liệu ở trong đây. Và có cả, quý vị nhìn xuống là có cả những cái hình thù giống như là cổ vật của người Trung Hoa để họ đem qua Thái Lan, họ bán và họ trade với những món đồ mà họ cần thiết để họ có một cuộc sống ở Thái Lan. Và thưa quý vị, kế tiếp nữa là Tuyết Nhi đã ra khỏi mua tàu, và trên cao của Tuyết Nhi được biết đây là một cái hình, quý vị thấy vẽ rất là đơn giản, có màu trắng, màu đen, màu xanh, màu đỏ, tất cả những màu đó là mỗi màu tượng trưng cho một cái huyện hoặc một cái tỉnh của Trung Quốc, thưa quý vị. Và ở đây là một cái dòng sông, bức tranh này là một dòng sông Chao Phaya. Dòng sông này là dòng sông mà cách đây mấy trăm năm là ở Thái Lan này, là dòng sông giống như là một cái cảng mà tất cả những thuyền buôn ở các nơi trên thế giới đến đây để trao đổi buôn bán. Bởi vì thấy là ở đây vẫn có những cái đồ dùng của người Trung Hoa, như là những cái lọ bằng sành sứ. Quý vị thấy đây là họ tái diễn lại những cái gì mà cũ kỹ cỡ 800 năm về trước khi người Trung Hoa đến Thái Lan. Và đây là nơi dòng sông Chao Phaya là một cái cảng mà lớn nhất thời bấy giờ, để tất cả những nước trên thế giới mà ai đến để buôn bán thương mại thì phải đến dòng sông Chao Phaya này, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ thì đã ra khỏi con tàu và những người Trung Hoa bắt đầu một cuộc sống mới trên đất Thái. Họ bán những mặt hàng mà họ đem đến từ nước Trung Hoa của mình. Tôi nhìn thấy ở đây có rất là nhiều mặt hàng mà đã hồi xưa tôi nhìn cũng không biết gọi là gì nữa quý vị, nhưng mà ở đây họ tái hiện lại cái cảnh mà bán của người Trung Hoa hồi xưa trên đất Thái. Tôi nhìn thấy có một cái bằng tính rất là cũ rồi của người Trung Hoa mà hầu như là người Việt mình ai xem phim bộ thời xưa cũng biết đó là một cái bằng tính. Có những tỉnh rượu, có cả những cây du, rồi có bán những đậu, tôi nhìn biết đây là đậu xanh. Tuyết Nhi nghĩ cái này có thể là cháo đậu để người ta phiên dịch cho Tuyết Nhi nghĩ là có thể là cháo đậu. Rồi có bán cả những cái này Tuyết Nhi cái này quý vị biết là nhiều, có thể là gừng, giống như những miếng gừng vậy quý vị. Và có cả những cái hạt này có thể dùng để nêm nếm. Và đúng vậy thưa quý vị, đây là những cái đậu, một cái bao đậu ở đây. Và có bán những cái nồi đun nữa quý vị. Đặc biệt cái này tôi nghĩ chắc giò cháo quải hồi xưa. Và thưa quý vị, qua bên đây là một cái gian hàng khác. Gian hàng này tôi thấy bán là cắt rất là nhiều đồ chén kiểu hồi xưa. Và ở đây tôi nghĩ là có thể là một món ăn gì của người Trung Hoa hồi xưa mà tôi không biết được. Tại cái này rất là xưa rồi quý vị. Thì đây họ tái diễn lại cái cảnh người bán và cái cảnh người mua. Người bán thì mặc đồ rất là, cũng có thể là nhiều quần áo, thì tôi nghĩ là người bán có nhiều tiền hơn. Vì người mua quý vị thấy là chỉ có một cái quần quắn ngang thôi, và người thì ở trần không có áo mặc, thì tôi nghĩ là người này là một cái người nghèo khổ thời bấy giờ. Trời, tôi nhiên quay qua tôi nhiên quý vị ơi, tại vì họ làm rất là giống khi mà đang đứng mà quay qua thấy, tuy nhiên cứ tưởng là người thật đứng không, mà thật sự thì giật mình luôn. Và kế tiếp là gian hàng này đang ngồi ăn mì, đây là một cái tiệm mì. Quý vị thấy là có trứng vịt muối nè, có cả rau hành, rồi có cả vịt nữa, có thịt heo quay, có lạc xưởng nữa. Tuy nhiên thấy rất là thú vị. Và đặc biệt là có cả một cái chảo, mà cái chảo hồi xưa quý vị nấu biết là nấu mà dùng bếp lò để quạt lửa, thì cái chảo nó sẽ bị đen rất là nhiều. Đây tôi nhìn thấy họ tái diễn lại cái chảo mà thời xưa vẫn dùng, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, qua một gian hàng kế tiếp là một gian hàng cổ truyền nhất của người Trung Hoa thời bấy giờ, đó là những cái đàn lồng. Và những cái đàn lồng hồi xưa quý vị thấy là không có vẽ như thế này đâu, chỉ là một cái màu trắng thôi. Và khi đó thì đến đây những người thủ công này sẽ ngồi vẽ lên những cái chữ mà quý vị có thể treo trên nhà mình mang lại sự may mắn. Như tôi như biết là có chữ phước, rồi nhiều chữ nào mà quý vị thấy là may mắn cho nhà của mình thì sẽ đến đây, và người thợ vẽ này, người điêu khắc thợ vẽ này sẽ viết lên từng cái đàn lồng cho quý vị, và quý vị có thể treo trên nhà của mình. Và thưa quý vị, thật sự đến với Thái Lan và đến với Chinatown thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái đàn lồng có mẫu mã như thế này.